Xin chào mọi người nhé, chào mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình Đó theo anh mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là ẩn và khóa ứng dụng Ở trên cái chiếc điện thoại iPhone nhé mọi người nhé Thì đầu tiên cái chiếc điện thoại iPhone của các bạn cần phải chạy hệ điều hành iOS 18 trở lên nhé mọi người nhé Nếu mà bạn nào mà chưa cập nhật phần mềm lên 18 thì các bạn sẽ vào cái phần cài đặt cho mình nhé Rồi ở đây thì các bạn sẽ kéo xuống, các bạn sẽ tìm đến cho mình cái phần là cài đặt chung nhé Tiếp đến các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần là cập nhật phần mềm thì lúc này nó sẽ hiện ra cho chúng ta cái bản iOS mới nhất để chúng ta cập nhật nhé mọi người nhé. Ở đây thì mình đã cập nhật lên iOS 18.0.1 rồi và mình sẽ không cập nhật nữa nhé. Lúc này các bạn sẽ thoát ra bên ngoài cho mình. Các bạn sẽ tìm đến cái ứng dụng mà các bạn muốn ẩn nhé mọi người nhé. Hoặc là khóa thì các bạn sẽ kích vào ứng dụng đó giữ một lúc cho mình nhé. Nó sẽ hiện lên cái phần là yêu cầu Fake ID thì các bạn sẽ chọn vào cho mình là yêu cầu Fake ID nhé mọi người nhé. Lúc này các bạn muốn ẩn cả ứng dụng này đi thì các bạn sẽ chọn vào của mình cái phần là ẩn và yêu cầu fake ID. Còn nếu mà các bạn không muốn ẩn, chỉ đặt mật khẩu thôi thì các bạn sẽ đặt cho mình là yêu cầu fake ID nhé. Ở đây thì mình sẽ kích vào phần là ẩn và yêu cầu fake ID nhé. Rồi ở đây thì mình sẽ nhìn lại vào cái mặt điện thoại của mình nhé. Rồi. Sau khi nhận dạng ra Fake ID rồi thì mình sẽ kích vào cái phần là ẩn ứng dụng nhé mọi người nhé Mọi người để ý cho mình là khi mà các bạn ẩn ứng dụng thì sẽ không có thông báo này hoặc cuộc gọi cảnh báo này có nghĩa là các bạn sẽ không nhận được thông báo từ ứng dụng này nữa nhé mọi người nhé mình sẽ kích vào phần là ẩn ứng dụng này tương tự như Facebook cũng như vậy nhé mọi người nhé mình sẽ kích vào biểu tượng Facebook này rồi mình sẽ kích vào phần là yêu cầu fake ID nhé rồi mình sẽ ấn vào phần là ẩn và yêu cầu fake ID mật khẩu này đó mình sẽ kích vào phần là ẩn ứng dụng nhé lúc này nếu mà chúng ta muốn truy cập vào ứng dụng đó thì các bạn sẽ vuốt sang cái phần thư viện cho mình nhá nó sẽ có cái phần thư viện ứng dụng này thì các bạn sẽ kéo xuống nó sẽ có cái phần là bị ẩn ở đây thì chúng ta sẽ kích vào cái phần bị ẩn này lúc này các bạn cần phải nhìn mặt vào hoặc nào nhập mật khẩu nhá mình sẽ thử lại fake id này đó rồi thì lúc này những cái ứng dụng bị ẩn thì đã bắt đầu nó hiện ra những người nhá và mình sẽ kích vào này đó mình lại cần phải dùng cái Face ID hoặc là cái mật khẩu mở khóa của chiếc iPhone này để mở ứng dụng nhé mọi người nhé đó mọi người thấy không ạ rồi bây mình thoát ra nhé tương tự khi mà chúng ta không muốn ẩn nữa thì các bạn sẽ kích vào cái thư mục bị ẩn này chúng ta nhìn mặt vào nhé mọi người nhé à, ở đây thì mình sẽ kích vào ứng dụng đó này rồi mình sẽ uh, kích vào phần là không yêu cầu Face ID nữa nhé rồi mình sẽ thử lại Face ID này do mình quay video của các bạn thì là mình để thế này nên là nắm lúc là Face ID nó không nhìn được ngang ấy rồi mình sẽ kéo xuống nhá lúc này thì cái ứng dụng đó nó sẽ nằm ở trong thư viện ở trong những cái mục tương tự nhá mọi người nhá và mình kích vào đây mình sẽ kích vào ứng dụng đó nhá rồi mình sẽ lôi ra ngoài màn hình nhá mọi người nhá đó mình thả ra này ok vậy là mình đã bỏ ẩn ứng dụng Facebook thành công nhá mọi người nhá đó, thì hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là ẩn và khóa ứng dụng ở trên chiếc điện thoại iPhone chạy hệ điều hành iOS 18 nhé mọi người nhé. Thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và út cho mình một like và đăng ký nhé. Và chia sẻ video giúp mình.